Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu giày len xỏ ngón cho bé. Ở mặt sau mình có dán một lớp đế xốp. Ở mặt trước thì mình có trang trí một cái hoa hai tầng, có gắn một cái hạt ngọc như thế này. Đây, mẫu giày như thế này. Thì dụng cụ gồm có len miêu cô tông. Kim móc mình sử dụng kim móc hai đầu số 4. Kéo cắt len nút và hạt ngọc dùng để trang trí cái phần nhụy hoa ngoài ra còn có một lớp đế xốp ở đây mình đã cắt sẵn bây giờ mình sẽ dùng màu xám để móc cái phần mặt đế thì ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế như thế này ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này thì mình có để lên ở phần mô tả các bạn nhấp vào link tham khảo nha bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần thân ở phía trên này ta sẽ dùng màu đỏ để móc cái phần thân trên thì ở cái mẫu giày này mình có dán đế cho nên mình sẽ để cái mặt trái xuống phía dưới và mình móc ở trên cái mặt phải này. Ở cái chân móc mũi dời của mặt đế, cái chân móc mũi dời cuối cùng này nè. Đây, đây là cái chân móc mũi dời cuối cùng các bạn đếm cho mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta đâm kim vào chân móc thứ sáu và bắt đầu móc ở cái chân móc này. Ta đưa sợi len màu đỏ ra phía sau mũi móc như thế này. Móc và kéo len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích và móc vào cái chân móc vừa móc một mũi nửa kép. Đây. Móc vào đây một mũi nửa kép. Chân móc kế bên cũng móc cho mình một mũi nửa kép. Ở đây nó có hai chân móc này, các bạn móc vào cái chân ở phía trong cho mình. Cái chân này, móc vào đây cho mình một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép, cũng móc vào cái chân ở phía trong như thế này. Móc vào một mũi nửa kép. Thì trong quá trình móc đó, các bạn giấu luôn cho mình cái sợi len thừa này vào trong mũi móc nè, giấu như thế này. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép, cũng giấu cái phần len thừa của cái mặt đế lại, giấu vào trong mũi móc, móc một mũi nửa kép. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi hàng móc của ta được 22 mũi nửa kép. Mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. thì sau khi móc được 22 mũi nửa kép như thế này, ta gặp đôi mặt đế lại, thì 22 mũi nửa kép này khi chụm lại nó sẽ ngang hàng với nhau như thế này, đây. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại, móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn, chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn, chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng, tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng tiếp tục móc lên hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Cũng móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc đến cuối hàng thì ở cái phần gót giày ta được bốn hàng móc như thế này từ cái chân móc này các bạn móc lên cho mình 16 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 sau khi móc được 16 mũi móc xích tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích và móc vào chân móc thứ 16 một mũi kép đơn Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc các cái mũi kép đơn đến cuối hàng, các bạn quay ngược đầu móc và móc vào cái chân móc phía dưới này nè. Móc xuống cái chân móc phía dưới này cho mình một mũi dời. Đây. Móc vào đây một mũi dời. móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu cái phần len thừa vào trong mũi móc thì sau khi giấu len xong mình được một chiếc giày ở bên trái như thế này đây đây là chiếc giày bên trái thì đối với chiếc giày bên phải á các bạn móc cái phần quay á thì móc lên cho mình ba hàng móc như thế này sau đó từ cái hàng móc thứ ba móc lên cho mình một dây móc xích 16 mũi móc lên ba mũi móc xích sau đó quay ngược lại và móc cho mình các cái mũi kép đơn và móc tiếp một hàng móc như thế này cho đến cuối hàng sau đó lên một mũi móc xích cắt len và giấu cái phần len thừa thì ta được một chiếc giày bên phải như thế này bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần dây kẹp ở cái sợi dây màu đỏ các bạn tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút thì ở cái phần mặt đế của chiếc giày bên trái đây đây là chiếc giày bên trái các bạn chừa ra cho mình hai hàng móc ở đây và móc vào cái chân móc của cái hàng móc thứ nhất này nè đây móc vào đây nè chọn cho mình một điểm ở đây đây cái điểm như thế này thì ở cái chiếc giày bên phải á, các bạn lùi vào cho mình hai hàng ở phía bên này chọn một điểm ở đây thì các bạn chọn bên đối diện của chiếc bên trái là ở bên này đây cái mũi móc như thế này chọn hai cái điểm đối diện nhau như thế này đây. Các bạn đâm kim vào cái chân móc mà mình chọn ở cái mặt đế. Sau đó đưa cái phần nút mà mình tạo cái màu đỏ đây nè, cái sợi dây màu đỏ này. Đây. Đưa cái nút này qua cái chân móc. Từ đây các bạn móc lên cho mình một dây móc xích dài 20 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 Sau khi móc được 20 mũi móc xích như thế này, đây, tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Và móc vào cái chân móc thứ 20 một mũi kép đơn. 14 chân móc kế tiếp móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc để ta được 15 mũi kép đơn ở cái hàng móc này. Sau khi móc được 15 mũi kép đơn, tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên, móc vào đây cho mình một mũi nửa kép. Chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép. Thì ta được hai mũi nửa kép như thế này. Ở ba chân móc cuối cùng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Sau khi móc được 3 mũi móc đơn thì cái đầu dây này nó đã có cái độ nhọn lại Các bạn móc vào cái chân móc mà mình gây nên cái hàng này nè Của cái mặt đế á. Móc vào một mũi dời Sau đó kéo và cắt len Dùng kim đâm từ phía sau mặt đế Kéo các cái sợi len thừa ra phía sau cái mũi móc Và ở đây các bạn giấu cho mình các cái sợi len thừa này vào trong cái mũi móc ở mặt đế sau như thế này. Sau khi giấu len vào trong các cái mũi móc ở cái phần quay của gót giày á, đây, các bạn gấp như thế này. Sau đó đưa cái sợi dây mình vừa tạo á, đưa qua cái phần quay Đây. Gấp lại như thế này thì đây là cái chiều dài từ kẻ của ngón chân cái cho đến cái phần cổ chân á các bạn dùng kim khâu khâu lại cho mình ở cái điểm này khâu các cái điểm này lại để ta tạo một cái lỗ hở để xỏ cái phần quai này vào bây giờ ta tiếp tục viền lại cái phần mặt đế các bạn đưa sợi len ra sau mặt đế thì từ cái chân móc đầu tiên của cái phần quai này các bạn đếm lùa lại cho mình một chân móc đâm kim vào đây sau đó móc và kéo len qua chân móc móc vào cái chân móc kế bên một mũi dời đây móc vào một mũi dời tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi dời đây chân kế tiếp cũng móc một mũi dời làm tương tự cho các cái chân móc còn lại ở mặt đế móc cho đến cái điểm phía bên này mỗi chân móc móc cho mình một mũi dời vào mỗi chân móc thì sau khi móc các cái mũi dời cho đến cái điểm cuối cùng bên này tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc này một mũi dời nè cái chân móc cuối cùng này nè sau đó kéo và cắt lên dùng kim đâm từ dưới lên của cái mũi móc này nè sau đó kéo cái sợi len thừa ra phía sau cái mũi móc đây kéo sợi len thừa ra sau sau đó giấu hai cái sợi len thừa này vào trong cái mũi móc ở mặt đế thì ở cái mặt đế ta có dán một lớp đế xốp như thế này thì khi dán đế nó sẽ không thấy được các cái mũi mà mình giấu ở đây sau khi giấu len xong thì tiếp tục may cho mình một cái hạt nút ở bên này sau đó dán cái lớp đế xốp này dùng keo nến dán vào trong cái mặt đế len ở đây. Thì sau khi dán cái lớp đế xốp này vào trong mặt đế len á, các bạn may cho mình ở cái gót này, may cái điểm này lại. Đây ta tạo được một cái lỗ để xỏ cái phần hoa như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần hoa ở phía trên này. Tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn vừa tạo chính mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9. Sau khi móc được chín mũi móc đơn, dùng tay kéo cái sợi len ngắn guốc lại để vòng tròn nhỏ lại. Móc vào kim chân móc đầu tiên đây nè, móc vào đây một mũi dời. Ta đã tạo được cái phần nhụy như thế này, tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và móc vào cái chân móc vừa móc á, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Sau đó lên hai mũi móc xích. Và móc vào cái chân móc kế bên á, kế bên của cái nhụy á, Móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Móc vào cái chân móc kế bên hai mũi kép đơn cùng chân. Lên hai mũi móc xích. Và dùng mũi dời móc vào cái chân móc kế bên. Thì ở đây ta đã tạo được hai cánh hoa như thế này. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại, cũng móc cho mình lên hai mũi móc xích và móc vào cái chân móc kế bên hai mũi kép đơn cùng chân móc. tiếp tục lên hai mũi móc xích và móc vào cái chân kế bên của cái nhụy á móc vào một mũi dời lên hai mũi móc xích và móc vào cái chân kế bên hai mũi kép đơn cùng chân móc lên hai mũi móc xích móc vào chân kế bên một mũi dời làm tương tự cho cánh còn lại sau khi móc đến cuối hàng thì ta được một cái hoa năm cánh một tầng như thế này đây các bạn tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích đưa cái mặt sau của hoa lên phía trên như thế này thì ở cái cánh tiếp theo này nè đây ở cuối của cái cánh này các bạn thấy có một cái mũi dời ở đây nè các bạn đâm kiên qua cái chân móc này sau đó móc tiếp cho mình một mũi dời ở đây tiếp tục móc lên hai mũi móc xích sau đó đưa kim qua cái đầu cánh ở phía bên này tiếp tục móc vào cho mình cái chân móc này một mũi dời đây móc vào đây một mũi dời lên hai mũi móc xích tương tự nhìn qua cánh tiếp theo cũng móc cho mình vào cái chân móc này đây móc vào đây cho mình một mũi dời lên hai mũi móc xích móc vào cái chân móc mũi dời của cánh tiếp theo móc vào đây một mũi dời lên hai mũi móc xích và tương tự móc vào cái chân móc này cái chân móc cuối cùng này nè móc vào đây một mũi dời như vậy là ở mặt sau ta đã tạo được năm cái khoảng trống như thế này tiếp tục móc lên ba mũi móc xích thì ở cái cánh hoa đầu tiên của cái tầng thứ nhất của hoa á đây các bạn gặp xuống cho mình thì sẽ thấy một cái khoảng trống như thế này các bạn móc vào cái khoảng trống này cho mình bốn mũi kép đơn một 2 3 và 4. Sau khi móc được 4 mũi kép đơn tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích và móc vào cái khoảng trống mình vừa móc á, móc vào đây cho mình một mũi dời. Sau đó móc lên 3 mũi móc xích. Tiếp tục úp cái cánh hoa tiếp theo lại thì sẽ thấy một cái khoảng trống này nè. Đây úp lại. Ta sẽ thấy một cái khoảng trống thứ hai. Cũng móc vào cho mình cái khoảng trống này 4 mũi kép đơn cùng một khoảng trống. tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích và cũng móc vào cái khoảng trống mà mình vừa móc á, móc vào đây một mũi dời sau đó lên 3 mũi móc xích làm tương tự cho các cái khoảng trống tiếp theo làm tương tự cho mình ba cánh còn lại cũng móc vào cái khoảng trống này cho mình nè móc vào đây cho mình bốn mũi kép đơn lên 3 mũi móc xích và móc vào khoảng trống vừa móc một mũi dời làm tương tự cho hai cánh còn lại sau khi móc đến cánh cuối cùng các bạn tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích và móc vào cái khoảng trống cuối cùng á móc vào đây cho mình một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len Sau đó tiến hành giấu cái sợi len thừa này ra cái mặt sau của cánh hoa. Dùng kim khâu cái hạt này vào trong cái nhụy hoa như thế này. Sau khi giấu len và khâu hạt vào nhụy hoa thì ta được một cái hoa hai tầng như thế này, đây. Sau đó các bạn dùng keo nến hoặc là kim khâu để khâu cái phần hoa này vào trong cái phần thân như thế này, khâu ở cái đoạn này cho mình. Đây. Sau khi khâu cái phần hoa vào trong cái thân dài như thế này thì đây ta đã tạo được một cái khoảng trống để xỏ cái phần dây dài, dài như thế này. Như vậy là mình đã hoàn thành được một mẫu xanh đen cho bé xỏ ngón như thế này. Chúc các bạn thành công!